Một ngày của tôi. Hôm nay tôi dậy lúc 4 rưỡi. Vợ tôi pha một cốc cà phê cho tôi. Tôi nói cảm ơn vợ và uống cà phê rồi đi làm. Tôi lái xe ô tô đi làm. Tôi đến văn phòng lúc 5 giờ 10 phút. Tôi lái xe ô tô nhanh tại vì khi tôi đi làm không có nhiều người. Tôi không có thời gian ăn trưa. Tôi thích ăn hải sản. Tôi đi làm về lúc 4 giờ 20 phút. Sau khi về nhà, tôi đi siêu thị. Tôi đã mua hải sản, mì, bí ngòi, nước mắm, xương cổ để nấu phở.